các bạn nghe chuyện ngắn Đồng Hào Có Ma của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Tôi cực lực công kích sách vệ sinh đã dạy ta ăn uống phải sạch sẽ nếu ta muốn được khỏe mạnh, béo tốt. Thuyết ấy sai, trăm lần sai, nghìn lần sai. Vì tôi thấy sự thực, ở đời này, bao nhiêu những anh béo, khỏe, đều là những anh thích ăn bẩn cả. Thì đấy, các ngài hãy cứ nhìn ông huyện hình. Hẳn các ngài phải chịu ngay rằng tôi không nói đùa. Chà chà, béo ơi là béo. Béo đến nỗi giá có thằng dân nào vô ý, buột mồm nói ra một câu sáo rằng nhờ bóng quan lớn là ông tưởng ngay nó nói sỏ ông. Tức thì mặt bàn là một mặt nó là hai, bị vả đùm đốp. Mà rồi, thằng khốn ấy, ông truy cho đến kỳ cùng, không còn có thể làm ăn mở mày mở mặt ra được. Bởi vì ông có sẵn trong tay hàng mớ pháp luật, thì ông ngại gì không khép thằng bảo quan béo vào tội, làm dối cuộc trị an. Thế là việc công, việc tư, ông đều được trọn vẹn. Vì không những ông được hạ giận, lại còn được tiếng mẫn cán là khác nữa. Nhưng cớ sao, từ ngày xuất chính tới nay, 20 năm trời rồi, ông vẫn còn lẹt đẹt chi huyện mãi. Cái đó không quan hệ. Các bạn học cùng ông, họ đều thăng đường quan cả. Vẫn thường phàn nàn hoạn lộ quá chậm chạp của ông. Trước mặt họ, nghe câu nói thành thực ấy, ông chắp tay cúi đầu làm ra vẻ buồn rầu nhưng lúc quay lưng đi ông bĩu môi chửi thầm một câu bụng bảo dạ làm bố tránh có vặn xỉ ra mà ăn lý lịch của ông huyện hinh cũng xấu thật bởi vì ngồi huyện nào ông cũng bị dân kiện mà quan trên xét ra ông lại trễ nải việc quan đời làm quan của ông chỉ có hai việc chính đánh bạc và chơi gái. Năm nay, ông đã ngoại tứ tuần. Ông vẫn lấy cái tuổi của ông để lên mặt tiền bối, khinh những ông huyện trẻ khác. Nếu tụi này dám chỉ coi ông là bậc ngang hàng. Ông liền khoe thằng cả nhà ông đã 25, rồi ông cặp ngón tay trỏ và ngón tay cái với nhau, về về trên mép. Trên mép ông, ông đã bao công trình mới cấy được từng ấy dâu ông để dâu cho khác hẳn với tụi huyện trẻ nhãi. Nguyên cái da mặt ông nhỏ, mà có lẽ vì ông béo quá, nên lỗ chân lông căng ra, căng thẳng quá, đến nỗi dâu không có chỗ nào lách ra ngoài được. Đến nỗi năm 40 tuổi mà mặt ông nó cứ nhẫn thín như thường. Ông bực mình, bèn ra lệnh, cấm thợ cạo lia lưỡi dao lên môi ông một dạo, để ông nuôi dâu thì sau hết, những lông tơ nó cũng dài ra và trông rõ hơn. Và đến bây giờ, đứng ở hai bên miệng ông, nó thành hình hai cái dấu chua nghĩa. Buổi hầu sáng hôm ấy, con mẹ nuôi, tay cầm lá đơn, đứng ở sân công đường. Nó hớt hơ hớt hải qua cổng tròi, rồi sợ sệt bỡ ngỡ, không biết quan ngồi ở buồng nào bỗng một người mặc áo cánh nái nhuộm vỏ già chạy sồng sộc đến trước mặt nó và hỏi đi đâu con mẹ biết ngay rằng đó là cậu lính lệ và như hiểu rõ phép vào quan nó dúi đưa cậu lệ hai hào đã cầm sẵn ở trong tay rồi nói nhỏ nhờ cậu bẩm quan cho tôi vào hầu cậu lệ tuy đã cầm tiền nhưng làm như ta không để ý đến việc nhỏ nhen ấy bèn vừa thò tay vừa nói to đưa xem đơn việc gì rồi trong khi nhà nuôi kể lể thì cậu lệ đánh vần để đọc lá đơn đoạn cậu lắc đầu nhăn mặt bảo vào kia nhờ bác nho quý bác kia làm hộ cho đơn này không được con mẹ tái mặt hỏi không được thế nào thưa cậu, cậu lệ dơ hai tay ra giảng, nghĩa là nếu nhà chị muốn việc chóng xong, nghe chưa? thưa cậu, cậu cứ vào trình quan hộ, chả nói giấu gì cậu, nhà tôi bị mất trộm hết sạch cả đồ đạc lẫn tiền nong. sáng nay vay mãi mới được đồng hai bạc để đi trình quan, cậu làm ơn thương hộ cho cậu lệ nhìn nét mặt năn nì của nhà nuôi, song vẫn thản nhiên. Tôi bảo nhà chị không nghe thì tôi mặc kệ. Tôi thấy nhà chị ăn mặc thế này, lại bị lúc vận hạn đen đủi, Tôi lại chẳng động lòng hay sao. Nhưng ở đây, kỳ lệ nó như thế. Tôi tử tế nên bảo trước. Nếu nhà chị không theo, thì quan của, cháu có trách tôi đấy. Muốn chứng thực lời nói của mình, Mẹ nuôi cởi nút giải yếm ra, rồi xỉa năm đồng hào đôi còn lại lên gan bàn tay, vừa nói. Đây này, chẳng tin, cậu đếm mà xem, chỉ còn vừa vặn tiền trình thôi. Cậu lệ lắc đầu. Con mẹ vừa buộc lại tiền, vừa nhăn nhó van lơn. Lệ cậu, thương cháu, cho cháu được nhờ. Cậu cứ vào bẩm quan hộ, hễ quan bắt làm lại đơn thì cháu xin ra nhờ bác do quý ngay bỗng một tiếng chuông gọi cậu lệ dạ giật một tiếng rồi ủ té chạy con mẹ nuôi nhìn theo biết rằng buồng quan ngồi ở chỗ ấy nó đánh liều tiến đến vừa tiến vừa lo nó bước chân lên thềm chống ngực bắt đầu nổi mạnh nó đã trông thấy ông quan nó lại sợ nữa. Vì lo sợ quá nên quên đứt rằng chính nó đi trình việc mất trộm. Nó lại tưởng như nó là đứa ăn trộm vậy. Nó rón rén, đứng nép vào cạnh cửa, thập thò ngé vào trong và lắng tai nghe. Nó thấy quan đang dặn cậu lệ xuống bảo nhà bếp ninh cho thật dừ cái chân giò. Và đến khi cậu lệ dạ tiếng cuối cùng và đi vào sân sau, mé cửa trong, thì nó hiểu ngay rằng đã mất tòi hai hào cho thằng sỏ lá, nó chẳng bẩm cho mình một tiếng nào. Bỗng hai con gà Tây béo xù quàng quạc kêu ở sân trước. Nó thốt giật nảy mình. Quan đang ngồi, choàng một cái, ngài đứng dậy, chạy vội ra hiên, đứng ngay cạnh nhà nuôi và gọi ván. Có đứa nào đấy lùa hai con gà vào cho tao tức thì người ta chạy tán loạn để xua gà và nhà nuôi thì chắp hai tay quỳ ngay xuống gạch và nâng ngang đầu cái lá đơn khi đôi gà đã chạy về quan bèn nhìn con mẹ và bảo vào đây nó mừng quá lóp ngóp đứng dậy vội vã theo vào trong buồng giấy nó đứng ở cạnh bàn, run lên bần bật. Nó liếc nhìn quan. Ngài oai vệ quá. Nó lại sợ hơn nữa. Nhưng dù run hay sợ, nó cũng không quên được việc vi thiền quan. Nhưng tiền trình diện quan, nó lại buộc vào trong giải yếm. Nó phải cởi ra mới lấy được. Nó mới lúi húi rút cái nút buộc ra. Nó sợ quan chờ lâu nên phải vội vàng. Mà vì vội vàng lại lo quan gắt nên nó lóng cóng. Cái nút vừa sổ ra thì loẹn xoẹn, cả món tiền rơi tiệt cả xuống gạch. Năm đồng hào đôi nảy lên mấy cái và từng ấy tiếng kêu làm nó giật mình. Tự nhiên nó choáng cả người và hoa cả mắt. Nó cúi nhìn chỗ nhiều hào rơi nhất ngay bên cạnh nó đồng thì chui nằm ẹp gần chân nó đồng thì xoay tít mấy vòng đồng thì bắn ra góc buồng mấy đồng nữa thì thi nhau lăn ra tận chỗ xa nó không thấy quan nói gì nên cũng hơi tĩnh tâm nó bèn cúi ngồi xuống để nhặt tiền một đồng hai đồng đồng thứ ba nghiêng ở mé tường nó tìm đồng thứ tư Mãi nó mới thấy ở tận gần chân bàn giấy của quan. Nó tìm đồng thứ năm. Quái! Nó tìm mãi mà không thấy đâu cả. Nó phải có năm hào đôi. Năm hào đôi mới thành đồng bạc được. Vừa ban nãy, nó dở ra cho cậu lệ xem. Và lại buộc cẩn thận vào giải yếm. Không lẽ đồng hào ấy có ma? đã biến đi đâu mất chóng thế được vậy chỉ quanh quần ở trong buồng này mà thôi nhưng nó đã tìm kỹ lắm rồi mà chỉnh đơn tám hào tất nó bị quan chửi không biết làm thế nào được nó tần ngần chắp hai tay vái lạy quan lớn ạ à. rồi nó lùi lùi bước ra cửa rồi nó đi về ông huyện hình cứ ngồi yên sau bàn giấy để nhìn theo con mẹ khốn nạn. Rồi khi thấy nó đã đi khuất, ông mới đưa mắt xuống chân, dịch chiếc giày ra một tí. Và vẫn tự nhiên như không, ông cúi xuống, thò tay, nhặt đồng hào đôi sáng loáng, thổi những hạt cát nhỏ ở đế giày bám vào, rồi bỏ tọt vào túi. Tháng 12, năm 1937